Trong một động thái thể hiện sự nhất trí trong chính sách đối phó với Triều Tiên, ngày hôm qua, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã ra một tuyên bố chung cảnh báo Bình Nhưỡng. Trong tuyên bố chung này, ba nước đã nhất trí sẽ thực hiện các nỗ lực hiệu quả và đoàn kết để ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục những động thái khiêu khích. Về phần mình, Mỹ nói rằng ba nước đã hối thúc Bình Nhưỡng kiềm chế trong các hành động đe dọa. Tuyên bố này cũng cho biết Seoul, Washington và Tokyo xác nhận lại cam kết của họ trong tuyên bố chung ngày 19 tháng 9 năm 2005 về các cuộc đàm phán 6 bên và mục tiêu của cuộc thương lượng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Theo thỏa thuận đó, thì Triều Tiên sẽ từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân để đổi lại các lợi ích kinh tế chính trị từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc, nhưng các cuộc đàm phán đã bị ngưng trệ hơn 5 năm qua.